Thế giới 24 giờ qua. Canh bạc lớn tiếp theo của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Với kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 3-4 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Mỹ Joe Biden, chi tiêu công sẽ trở thành một trụ cột tăng trưởng kinh tế Mỹ trong thập kỷ tới. Gói đầu tư khổng lồ nói trên được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn đạo luật kích cầu kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la do chính ông đề xuất. Thông qua kế hoạch đầu tư hạ tầng có thời hạn 10 năm này, Washington sẽ nhận lấy vai trò mới trong hàng loạt lĩnh vực, từ trạm sạc ô tô điện cho tới nhà trẻ vào trại dưỡng lão, và gánh trách nhiệm lớn lao hơn trong việc thúc đẩy giáo dục, tăng thu nhập và tạo thêm công ăn việc làm tốt nhất cho người Mỹ. Bước ngoặt chính sách. Nhiều nhà quan sát cho rằng, kế hoạch đầu tư hạ tầng mà ông Biden đề xuất đánh dấu một bước ngoặt lớn về chính sách kinh tế. Đây thực sự là một canh bạc lớn hơn rất nhiều so với gói 1,9 nghìn tỷ đô la, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi tân tổng thống dường như đang đặt cược với niềm tin rằng chính phủ có thể đóng một vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế. Từ những năm 1980 đến nay, chính sách kinh tế của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều dựa trên quan điểm cho rằng khu vực công kém hiệu quả hơn khu vực tư nhân và các chính trị gia không thể thắng thế trước thị trường. Nhưng ông Biden có thể đang muốn chứng minh điều ngược lại. Đối với phái cấp tiến, nếu thành công trong việc thuyết phục Quốc hội nhất trí với phần lớn kế hoạch này, ông Biden sẽ gia nhập hàng ngũ những tổng thống được lịch sử đánh giá cao như Lyndon Johnson hay Franklin Roosevelt, những người đã thể chế hóa được những thay đổi mang tính bước ngoặt về quyền dân sự và an sinh xã hội ở Mỹ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, kế hoạch của ông Biden đang đứng trước nhiều rủi ro và thách thức. Trước hết, ông Biden sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Quốc hội Mỹ, nơi đảng Dân Chủ của ông nắm đa số mong manh. Phe Cộng Hòa cùng một số nghị sĩ Dân Chủ thuộc phái ôn hòa có quan điểm phản đối việc tăng thuế và tăng chi tiêu sau khi Washington đã chi gần 5.000 tỷ đô la để kích cầu vượt COVID-19 trong vòng một năm qua. Các tòa án ở Mỹ, với ưu thế nghiêng về các thẩm phán thuộc phái bảo thủ, có thể chặn một số sáng kiến của ông Biden. Một liên minh tổng trưởng lý các bang thân đảng Cộng Hòa mới đây đã đâm đơn kiện một số điều khoản trong gói kích cầu vừa rồi và một số sắc lệnh điều hành của ông. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng gói 1,9 nghìn tỷ đô la đã là sự phản ứng thái quá đối với cú sốc nghiêm trọng nhưng tạm thời mà đại dịch và phong tỏa gây ra cho nền kinh tế Mỹ. Họ xem xu hướng tăng mạnh gần đây của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ như một lời cảnh báo rằng việc chính phủ ồ ạt vay nợ và chi tiêu có thể dẫn tới lạm phát leo thang. Nhiều mục tiêu trong kế hoạch hạ tầng của ông Biden để được lòng cử tri Mỹ, nhưng ngặt nổi lại được đặt ra vào lúc nợ chính phủ liên bang nước này đã ở mức cao nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Trong tài khóa trước, nợ chính phủ liên bang Mỹ đã tương đương 100% GDP lần đầu tiên kể từ năm 1946. Theo dự báo của văn phòng ngân sách CBO thuộc Quốc hội Mỹ, đến năm 2031, con số này sẽ đạt kỷ lục 107%. Đặt ra lo ngại rằng các thế hệ tương lai của nước Mỹ sẽ phải nai lưng trả nợ. Tiền ở đâu ra? Nếu không phải là vay nợ để đầu tư, thì tiền ở đâu ra? Câu trả lời là ông Joe Biden sẽ phải tăng thuế đánh vào giới nhà giàu. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ông đã tuyên bố sẽ tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%. Không lâu sau khi lên cầm quyền, Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã giảm thuế này từ 35% về 21%. Thuế thu nhập cá nhân đối với những người có thu nhập trên 400.000 đô la một năm có thể lên tới 39%. Triển vọng tăng thuế là một mối lo ngại của thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian gần đây, khi một số chuyên gia cảnh báo rằng thị trường có thể sụt điểm mạnh nếu một kế hoạch tăng thuế được đưa ra. Một phân tích của Tax Policy Center cho rằng kế hoạch tăng thuế của ông Biden có thể thu về 2,1 nghìn tỷ đô la trong vòng một thập kỷ. Việc tăng thuế luôn phải đi đôi với vận động sự ủng hộ của cử tri và là một biện pháp có nhiều rủi ro chính trị. Bởi vậy, kể từ chương trình tăng thuế quy mô lớn của Tổng thống Bill Clinton vào năm 1993 đến nay, Mỹ chưa có một đợt tăng thuế nào khác tương tự. Chủ trương kinh tế của ông Biden hoàn toàn ngược lại với những gì mà ông Trump theo đuổi. Trong khi ông Trump xem việc giảm thuế và nới lỏng các quy chế giám sát là cách để thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế trên diện rộng,
ông Biden lại dựa vào tăng thuế, vay nợ và siết chặt quy chế. Nhiều quan chức trong chính quyền của ông Biden đã lên tiếng bảo vệ chủ trương này. Chẳng hạn, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh rằng việc lãi suất và lạm phát ở Mỹ đều đang ở mức thấp, xem đây là lý do để không phải quá lo lắng về chuyện vay nợ. Bà nói rằng hiện không có nhiều dấu hiệu cho thấy nguy cơ lạm phát leo thang, và cho dù lạm phát có tăng thật thì Fed cũng có đủ công cụ để kiềm chế. Một luận điểm mà chính quyền ông Biden đưa ra để lôi kéo sự ủng hộ cho kế hoạch hạ tầng khổng lồ là nỗi lo rằng nếu không phấn đấu, Mỹ sẽ bị Trung Quốc cho hít khói. Trung Quốc đã đầu tư mạnh hơn chúng ta rất nhiều, vì kế hoạch của họ là nắm bắt được tương lai, ông Biden nói trong một bài phát biểu mới đây. Một số chuyên gia đồng tình với quan điểm này của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho rằng Mỹ đã chậm trễ nhiều trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng. Một báo cáo mới đây của Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Mỹ dành cho hạ tầng của Mỹ điểm C trừ. Theo tổ chức này, Mỹ đứng trước nguy cơ thiếu hụt đầu tư hạ tầng lên tới 2,6 nghìn tỷ đô la trong 10 năm tới. Báo cáo nhận định, việc tiếp tục đầu tư không đầy đủ cho hạ tầng sẽ khiến Mỹ mất 3 triệu việc làm và 10 nghìn tỷ đô la GDP trong thời gian từ nay đến năm 2039. Chi tiết gói phát triển cơ sở hạ tầng 2 nghìn tỷ đô la mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo. Mặc dù đảng Dân Chủ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, nỗ lực thông qua kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ vấp phải nhiều khó khăn. Ngày 31 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tiết lộ gói kích thích kinh tế tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, có giá trị lên tới hơn 2.000 tỷ đô la nhằm giúp nền kinh tế hồi phục sau đại dịch. Theo đó, Mỹ sẽ chi 2.000 tỷ đô la trong 8 năm tới và nâng thuế thu nhập doanh nghiệp lên 28% để tài trợ nỗ lực này. Phát biểu tại Pittsburgh, ông gọi đây là tầm nhìn để tạo ra nền kinh tế hùng mạnh nhất, vững chãi nhất và sáng tạo nhất trên thế giới, cùng với hàng triệu việc làm có thu nhập tốt. Nhà Trắng cho biết, trong 15 năm tới, gói kích thích sẽ được tài trợ bằng cách tăng thuế, cùng với một số biện pháp khác được thiết kế để buộc các tập đoàn đa quốc gia phải mang lợi nhuận về nước nhà. Chi tiết của kế hoạch bao gồm 621 tỷ đô la chi cho các cơ sở hạ tầng của ngành vận tải như đường xá, cầu cống, cảng biển, sân bay, phương tiện công cộng và các dự án phát triển xe điện. Trực tiếp chi 400 tỷ đô la cho việc chăm sóc những người già và người tàn tật, bơm hơn 300 tỷ đô la vào nỗ lực cải thiện hệ thống nước uống, mở rộng đường băng thông Internet và nâng cấp hệ thống đường dây điện. Chi hơn 300 tỷ đô la xây dựng và cải tạo nhà ở xã hội, cùng với đầu tư cho hệ thống trường học. Đầu tư 580 tỷ đô la cho ngành sản xuất, công tác R&D và các nỗ lực đào tạo. Đây là sáng kiến lớn thứ hai của chính quyền Biden sau khi gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la đã được thông qua hồi đầu tháng 3. Trong động thái mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden hướng đến mục tiêu tạo việc làm mới, củng cố mạng lưới cơ sở hạ tầng và chống biến đổi khí hậu, trước khi chuyển sang kế hoạch thứ hai có mục tiêu là cải thiện giáo dục và y tế. Mặc dù đảng Dân Chủ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, nỗ lực thông qua kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ vấp phải nhiều khó khăn. Nhìn chung thì đảng Cộng Hòa ủng hộ nỗ lực xây dựng lại mạng lưới cơ sở hạ tầng, nhưng họ phản đối việc tăng thuế. Năm 2017, chính quyền Trump đã giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%. Trước những phàn nàn về dự định tăng thuế, ông Biden giải thích gánh nặng thuế sẽ không tăng lên đối với bất kỳ ai có thu nhập dưới 400.000 đô la một năm. Ông cũng không có ý định trừng phạt những người giàu có. Câu chuyện ở đây là mở ra cơ hội cho tất cả mọi người, ông nói. Một trong những mục tiêu mà chính quyền Biden đặt ra là sửa chữa 20.000 dặm đường và sửa chữa 10.000 cây cầu. Đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng được mạng lưới 500.000 điểm sạc xe điện. 500.000 ngôi nhà cho người có thu nhập thấp và trung bình sẽ được xây mới hoặc cải tạo, đồng thời thay thế toàn bộ các đường ống trong hệ thống nước uống. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn áp dụng các biện pháp đảm bảo các tập đoàn đa quốc gia sẽ đóng mức thuế ít nhất là 21% tại bất kỳ quốc gia nào. Nhà Trắng vẫn luôn muốn ngăn chặn các công ty trốn thuế bằng cách lập pháp nhân ở các thiên đường thuế. Ông Biden hy vọng gói kích thích mới sẽ tạo ra nhiều việc làm trong ngành sản xuất và cứu lấy mạng lưới cơ sở hạ tầng trong lúc Mỹ cố gắng thoát khỏi bóng đen COVID-19. Ông và các nghị sĩ Dân Chủ cũng rất tập trung vào mục tiêu biến đổi khí hậu,
tìm kiếm những nguồn năng lượng sạch hơn. Tổng thống chọn công bố kế hoạch tại Pittsburgh, nơi nền kinh tế đang có sự dịch chuyển lớn từ các ngành truyền thống như cơ khí và khai mỏ sang lĩnh vực y tế và công nghệ. Đảng Dân Chủ đang mong muốn đề xuất sẽ được thông qua ngay trong mùa hè này. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi từng đề cập đến ngày 4 tháng 7.